Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận, gậy ông đập lưng ông, phần 2. Tiếp tục câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ, triệt hạ Thủ tướng Phạm Minh Chính khỏi cuộc đua tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Trọng nghỉ hưu vào cuối Đại hội 13 vào năm 2026. Trả lời chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực nội vụ, an ninh, trật tự. Vào ngày 7 tháng 11, không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra yêu cầu cần cắt đứt quan hệ sân sau, thao túng nhiều cơ quan, không để đối tượng tham nhũng bỏ trốn. Tuyên bố này của ông Tô Lâm một lần nữa đã cho thấy chính trị Việt Nam vào thời điểm hiện nay mọi ngả đường đều đổ về ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay nhận xét về vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong thời gian gần đây liên tiếp được nhắc tên trong các bản tin của Bộ Công an, cũng như những tuyên bố của người đứng đầu Ban Thường trực Chỉ đạo chống tham nhũng Trung ương, giáo sư Jacques-Cary Abusa tại Mỹ đã đánh giá như sau. Đây không được xem là vụ án gian lận mà hối lộ bình thường. Vì người phụ nữ này được cho là có quan hệ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Nhàn được đồn là người tình cũ của ông Chính, nhưng ngay cả khi đó là một tin đồn không có cơ sở. Bà Nhàn rõ ràng đã được hưởng lợi từ mối quan hệ thân thiết với ông Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác. Bà Nhàn có đặc điểm là chịu khó nuôi dưỡng quan hệ với các lãnh đạo tỉnh nơi bà tìm kiếm các hợp đồng để mà làm ăn. Những thông tin do giáo sư Jacques-Cary Abusa tiết lộ trong bài viết đã gây bất ngờ. Điều này cũng phù hợp với các thông tin mà trước đây truyền thông quốc tế đã cho biết, đó là bà Nhàn đang định cư, sống tại Cộng hòa Liên bang Đức và được bảo vệ bởi nhiều lớp để chống lại việc công an Việt Nam tổ chức bắt cóc từ Đức về Việt Nam, như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây vào tháng 7 năm 2017. Các lực lượng đang bảo vệ bà Nhàn như an ninh của chính quyền nước sở tại, lực lượng bảo vệ tư nhân dường như do bà Nhàn có thể thuê và cả lực lượng Tổng cục 2 tình báo Bộ Quốc phòng. Giáo sư Jacques-Cary Abusa tiết lộ như sau. Trang web của IC cũng đã thông tin rằng công ty thường làm tư vấn cho Bộ Quốc phòng, một cơ quan đầy quyền lực ở Việt Nam, mà bà Nhàn với vai trò là người môi giới cho việc mua sắm vũ khí từ Israel của Việt Nam. Các báo cáo cho hay các công ty quốc phòng Israel đã bán được khoảng 1,5 tỷ đô la tiền vũ khí cho Việt Nam trong những thập niên vừa qua, vì quân đội nhân dân Việt Nam đã tìm cách hiện đại hóa và giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty IEC. Với bà Nhàn là trung gian môi giới, Israel đã đàm phán bán thêm được khoảng 2 tỷ đô la vũ khí cho Việt Nam, trong đó có cả tên lửa đất đối không và các hệ thống vụ khí hiện đại khác. Thương vụ này có giá trị 550 triệu đô la, nhưng bà Nhàn được cho là đã yêu cầu nhà sản xuất Israel nâng giá bán một cách đáng kể để có được phần hoa hồng lớn hơn. Các quan chức Israel đã tức giận vì kế hoạch tham nhũng này có khả năng bị đảo lộn, việc mua bán và ít nhất đã trì hoãn việc thực thi. Bà Nhàn chưa bao giờ bị buộc tội vì bất kỳ hoạt động gì liên quan đến việc mua sắm vũ khí. Điều này có lẽ phản ánh nỗi sợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ làm hé lộ thông tin về các hoạt động mua sắm của quân đội, vốn là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Theo giới phân tích, những vấn đề liên quan tới bà Nhàn được đẩy lên trong thời gian gần đây với một tần suất dày đặc bất thường. Có thể là một nỗ lực mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh, kể cả Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhằm mục đích làm suy yếu Thủ tướng Phạm Minh Chính khi cuộc đua bước vào nước rút và vị trí lãnh đạo cấp cao trước đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Lúc đó, chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực sẽ được lịch đoạt sau khi ông Nguyễn Phú Trọng về hưu. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Nhưng cũng có các ý kiến lo ngại trong Tổng Bí thư khi việc chống tham nhũng của ông Trọng chủ yếu nhắm vào những người được các cơ quan và các tổ chức bảo vệ hay các đối tác làm ăn của họ. Người ta muốn nhắc tới chuyện ông Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm ông trùm của giới chạy án, chạy ghế và buôn vua. Nếu ông Phạm Minh Chính vượt qua được tất cả mọi trở ngại để nắm giữ quyền lực tối cao, và sau đó ông Chính lại dập khuôn theo chính sách tấn công vào các quan chức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo trợ, thì điều gì sẽ xảy ra với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đây? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận, gậy ông đập lưng ông,
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lấp vịnh Hạ Long, Tổng Trọng còn truy cùng diệt tận Thủ tướng đến bao giờ? Đằng sau câu chuyện về dự án Lấp vịnh Hạ Long, hay còn được gọi là phân lô bán nền di sản thế giới, đã không còn dừng lại ở mức độ vi phạm luật di sản hay luật môi trường, mà là một cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng cung đình chính trị Việt Nam. Có những thế lực chính trị trong đảng đã huy động tổng lực truyền thông mà họ thao túng vào cuộc để thổi bùng vụ việc bằng những bài báo với những tít mở đầu bằng sừng sốt, kinh hoàng, dã man để mà câu view, cũng như gây sốt dư luận lấp vịnh Hạ Long ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một người đang sống ở Việt Nam trong sa sút đào núi và lấp biển, nhận định rằng cái vụ hòn non bộ ở Cẩm Phả mình ngửi thấy mùi đánh nhau. Hễ cứ vào vụ nào tạo sóng dư luận quá mức cần thiết là chắc hẳn có bàn tay lông lá của người mà ai cũng biết đó là ai. Vụ này anh em quan lại Quảng Ninh lành ít giữ nhiều, chứ không phải đánh thẳng doanh nghiệp đầu tư đâu. Vẫn theo ông Dương Quốc Chính, việc Quảng Ninh rời núi lấp biển đã diễn ra hơn chục năm nay rồi. Bắt đầu từ việc lấp biển làm đường ra đảo Tuần Châu, rồi cái đảo đó nở mãi ra, toàn bộ khu vực BMI, Marina, Hùng Thắng, cả khu vực Sunwood, rồi cả nguyên khu bãi tắm ở bãi cháy đều là lấn biển. Cái đảo của Vinpearl cũng là nhân tạo để mà xây khách sạn. Cho nên toàn bộ khu đường bao chen trên biển Hòn Gai, khu vực bảo tàng Quảng Ninh v.v. cũng là lấp biển mà thành. Chính quyền Quảng Ninh đã lấn ra biển thêm hơn 10.000 hecta ở Hạ Long và khoảng hơn 6.000 hecta ở Cẩm Phả, hơn 5.000 hecta đất lấp biển. Và cái dự án bị lên báo đó nó nằm sát đường chính, ai cũng nhìn thấy. Đó là lý do theo Dương Quốc Chính đánh giá vụ này được thổi lên một cách không ngẫu nhiên, chứng tỏ có một kế hoạch truyền thông. Có lẽ đích ngắm là chính quyền tỉnh Quảng Ninh hiện tại và trong quá khứ, rồi có thể liên quan đến bác nào đó ở trên cao, có trách nhiệm trong việc đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công. Bản đồ quốc tế cho thấy dự án đang gây xôn xao dư luận tại vịnh Bái Tử Long thuộc vịnh Hạ Long. Nhận định của Dương Quốc Chính được củng cố hơn khi Facebook Cao Bá Đỗ, người được mạng xã hội cho là một ông sếp tại FDP, đã viết trên trang cá nhân rằng báo chí và mạng xã hội đồng loạt nói về dự án lấn biển, biến hòn núi đá trên vịnh thành hòn non bộ. Hầu hết mọi người đều nói rằng công trình lấn biển trên vịnh Hạ Long hoặc là ở vùng đêm của vịnh Hạ Long. Tôi có vào bình luận trên mạng một trang báo uy tín rằng đây là dự án ở vịnh Bái Tử Long cách bãi cháy 24 km, cần chính xác thông tin thì lập tức bị vùi dập. Bác nhận được bao nhiêu tiền đấy? Ý là tôi là người được chủ dự án cho tiền là viết comment hay sao? Cũng theo đường link do tác giả cung cấp dẫn đến bản đồ vịnh Hạ Long trong hồ sơ của UNESCO, là cơ quan công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới, đã cho thấy rõ ràng Quang Hạnh và dự án Quang Hạnh màu đỏ không nằm trên vịnh Hạ Long và cũng không thuộc vùng đệm của Hạ Long, nó nằm hoàn toàn trên vịnh Bái Tử Long. Nếu sử dụng công cụ Google Maps thì cũng cho thấy một kết quả chung như vậy. Facebook Cao Bá Đỗ đã đặt ra một nghi vấn đáng quan tâm, đó là vì sao đây là một hiện tượng xã hội lớn làm dư luận dậy sóng như vậy mà tiếc rằng không có trang báo nào, không có người nổi tiếng trên mạng xã hội nào, cơ quan nào lên tiếng đúng sự thật rằng dự án thuộc vịnh Bái Tử Long chứ không thuộc vịnh Hạ Long. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính: điều đáng nói là một dự án được cho là tai tiếng nằm ở vịnh Bái Tử Long, cách vịnh Hạ Long hàng chục cây số, chẳng liên quan gì tới việc phân lô bán nền vịnh Hạ Long, mà lại được báo đảng đổ vạ thì có lẽ không có gì là khó hiểu. Khi mà ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, những phân tích đánh giá kể trên hoàn toàn phù hợp với những diễn ra ở chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 cho đến nay. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Song cuối cùng, ông Tổng Bí thư đã thất bại. Trước Hội nghị Trung ương 8 và khóa 13, Tổng Trọng tiếp tục đay nghiến với cử tri Hà Nội về điều trốn cũng không trốn được đâu, để ám chỉ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em gái mây mưa của ông Phạm Minh Chính. Và với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với 44 nhân vật lãnh đạo do Quốc hội bầu và bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục. Như vậy, để chặn bằng được bước tiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây,
và tạo điều kiện cho Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ lên thuận trèo mát mái, nên dường như ông Tổng Bí Thư chỉ còn cách phải truy cùng diệt tận cho bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Lấp Vịnh Hạ Long, Tổng Trọng còn truy cùng diệt tận Thủ tướng đến bao giờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.